Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng máy khử khuẩn nano bạc đang rất là hot ở trên thị trường. Đấy chính là dòng máy khử khuẩn nano bạc tạo khói bằng thân thép nhôm chắc chắn và dung tích bình là 3 lít anh em nhé. Ngoài ra thì sản phẩm có thêm điều khiển từ xa, rất là thích hợp cho những anh em nào chúng ta sử dụng trong công việc vệ sinh công nghiệp hoặc là vệ sinh trong gia đình của mình. Rồi, thì cái máy này ấy, anh em có thể nhìn thấy là đây là cái bình 1 lít. Đây, đây là cái bình 1 lít mà tôi sử dụng. Khi mà tôi đổ vào trong cái bình chứa nguyên liệu này thì nó không xi nhê gì. Phải ba cái bình này thì mới đầy đầy cái bình chứa. Rất là thích hợp cho những anh em nào chúng ta phun khử khuẩn công nghiệp trong phòng khách, phòng ngủ, khách sạn, nhà hàng vân vân. Chúng ta mua cái dòng máy này thì rất là ok rồi anh em ạ. Ngoài ra thì sản phẩm còn có điều khiển từ xa. Và công việc của anh em chúng ta đơn giản thôi là ấn nút. Thì về cấu tạo đằng sau máy, tôi sẽ đi qua về cấu tạo của máy trước. Anh em có thể thấy là đằng sau máy nó chỉ có nút on off, tắt mở, nút nguồn. Và ngoài ra thì có một cái đường và một cái nút bấm. Khi mà cái đèn này sáng, đây, khi anh em chúng ta bật máy lên, chúng ta chờ khoảng 3 phút thì lập tức cái đèn này sẽ sáng. Cái đèn này sáng là báo hiệu tức là nguyên liệu đã nạp đủ ok rồi. Thì chúng ta chỉ cần bấm nút. Rồi. Ok chưa anh em? Anh em nhìn khói này. Rất là mạnh luôn. Đấy. Khói rất là mạnh luôn. Tại sao khói ngay ban đầu nó lại không phun ra? Bởi vì máy là máy mới. Cho nên là khi mà chúng ta phun lần đầu chúng ta phải ấn dí liên tục thì nó mới hết e. Kể cả chúng ta mua máy rửa xe gia đình thì nó cũng vẫn bị như vậy thôi. Chúng ta bấm một phát là khói sẽ phun ra. Thì vừa rồi là tôi là thao tác ở trên khu vực là nút bấm. Thực ra là cái nút bấm này sẽ rất ít anh em sử dụng. Bởi vì khi chúng ta về chúng ta chỉ cần dùng điều khiển từ xa thôi. Anh em chú ý nhá. 1, 2, 3. Ok chưa anh em? Ok chưa? Đấy. Thì máy phun rất là mạnh. Đây, tôi cho anh em nhìn thấy. Chúng ta chỉ cần phun khoảng 20 đến 30 giây thôi. Với công suất 1800W thì chúng ta phun trong một cái phòng ấy, chúng ta chỉ cần thao tác khoảng 2 đến 30 giây thôi. Lập tức là chúng ta anh em trong phòng là đầy đủ là mùi hương khử khuẩn rồi. Đấy, rất là chất lượng. Vậy thì cái dòng máy khử khuẩn này nó khác những cái dòng máy khác như thế nào? Đầu tiên là về cái bình chứa. Đây. Anh em có thể thấy là bình chứa của cái máy này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 100ml thôi. So với cả cái bình chứa của cái máy này UV này, nó rơi vào tầm là 3 lít. Như vậy là nó gấp 30 lần anh em nhé. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái thân nhôm của nó. Toàn bộ thân thì được làm bằng thập thêm thép rất là chắc chắn. Còn đây được làm bằng nhựa. Thì khi mà trong quá trình rơi vỡ thì tất nhiên là cái nhôm nó sẽ bền hơn rồi. Cái thứ hai là nếu như chúng ta sử dụng những cái dòng này, chúng ta phải vặn cót ở khu vực này để tạo khói. Thì những cái dòng máy khử khuẩn công nghệ cao ở trên thị trường ấy, chỉ cần dùng điều khiển từ xa thôi, chúng ta mở ra, bấm nút là lập tức khói sẽ xuất hiện. Hoặc nếu như chúng ta không muốn dùng máy dùng cái điều khiển từ xa này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bằng cách bấm tay. Nhưng mà đa phần bây giờ anh em chúng ta sẽ bỏ cái bấm tay đi. Bởi vì là bấm tay nó không cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái bấm tay đi và chúng ta dùng điều khiển từ xa. Thì một bộ của sản phẩm đã bao gồm điều khiển từ xa, cũng như là nút bấm, cũng như là máy rồi. Đấy, hoàn toàn chất lượng cho tất cả anh em. Sản phẩm này thì do bên máy móc Minh Chí phân phối. Ui, khói quá. Ôi, tôi quay cho anh em xem. Đấy, mới phun có 5 giây thôi anh em ạ. Toàn khói là khói luôn. Cực kỳ ok anh em nhé. Sản phẩm này ấy, thì được dùng trong sân khấu, chiếu sáng vân vân. Và ngoài ra thì trong quá trình phun thì có đèn chiếu diệt khuẩn cho tất cả anh em. Cũng như là trong cái môi trường tối thì chúng ta hoàn toàn có thể vệ sinh. Đây, tôi có thể bấm lại cho anh em nhìn thấy. Siêu chất luôn anh em. Đèn chiếu tia UV đổi màu, diệt vi khuẩn luôn. Siêu mạnh luôn. Rồi, như vậy là đã khói hết rồi anh em ạ. Ok chưa?
Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà bên máy móc Minh Chí bán rất hot trong thời gian qua. Ui dồi, khó quá. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể nhấc máy lên và alo cho bên mình. Đây chính là máy móc Minh Chí.com 0915498666, 0978390231 hoặc là 0986734894 để đặt hàng anh em nhé. Website của bên mình, fanpage của bên mình là máy móc Minh Chí. Ba cái số này thì bên mình đều có Zalo. Anh em hoàn toàn có thể ép Zalo và đặt hàng của bên mình. Đấy, bên mình có đầy đủ dung dịch cũng như là mà các dòng máy khử khuẩn để anh em chúng ta lựa chọn. Sản phẩm này đến nơi chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhá. Tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Anh em hoàn toàn có thể xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhá.